Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 377 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc phần thể hiện của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, sau khi Giang Nam dàn mặt Nguyên Dục Tiên Đế, tức Vạn Vật Đạo Tổ, không lâu sau, trong Nguyên Dục Thái Cực Thiên truyền ra ý chỉ của Nguyên Dục Tiên Đế, phong Giang Nam làm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Vi là Phù Lê Nguyên Thủy Nguyên Quân. Ý chỉ phát ra gây nhiều suy luận, danh hiệu Thiên Tôn còn trên cả Tiên Đế. Nguyên Dục Tiên Đế phong Giang Nam làm Nguyên Thủy Thiên Tôn bên trong chưa ẩn ý rất lớn. Có người nói Nguyên Dục Tiên Đế thua trận chiến đó nên mới nhường tôn hiệu Thiên Tôn. Lại có người phản bác, Nguyên Dục Tiên Đế phong Huyền Thiên Giáo Chủ làm Thiên Tôn, nghĩa là Nguyên Thủy Thiên Tôn thua nên mới nhận phong. Ý chỉ thứ hai của Nguyên Dục Tiên Đế là ra lệnh cho quần hùng Thiên Triều trinh phạt giáo môn trong thiên hạ không đến triều kiến. Ý chỉ này làm các giáo môn không đến triều kiến luống cuống tay chân. Nhiều giáo chủ đến chịu tội, thế nhưng có một số người ngông nghênh mặc kệ Nguyên Dục Tiên Đế. Các đại giáo môn giấy binh trinh phạt bắt mấy giáo chủ cứng đầu hỏi tội. Mấy vạn năm sau, thiên hạ cũng thống nhất, chỉ còn một số thế lực trong ma giới không chịu khuất phục Nguyên Dục Tiên Đế. Nguyên Dục Tiên Đế ra ý chỉ thứ ba là lệnh cho các giáo cống hiến thiên tài địa bảo. Các đại giáo chủ thiên quân cùng nhau tế luyện Nguyên Dục Thái Cực Thiên, luyện chế Tiên Triều Thiên Đình. Trong đại điện đạo quân quả vị, Trung Thiên quỳ dưới tế đàn. Trên tế đàn, đạo không áo trắng đánh cờ với đạo không áo đen. Cuộc chiến trong Đại La Thiên, vạn vật thua hoàn toàn. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu thì muốn tụ tập tất cả giáo chủ, thiên quân trong thiên hạ tế luyện Nguyên Dục Thái Cực Đồ. Đạo không áo trắng cười nói, vạn vật muốn tập kết đại đạo của tất cả giáo môn thiên quân, thúc đẩy uy lực Nguyên Dục Thái Cực Đồ đến cực hạn, rồi lại tranh đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa. Trung Thiên chớp mắt hỏi, tổ phụ, nếu luyện thành Nguyên Dục Thái Cực Đồ thì Nguyên Dục Tiên Đế có thể thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Đạo không áo đen lắc đầu nói, không thể. Khóe mắt Trung Thiên co giật, đạo không áo trắng cười nói, Thái Cực Tiên Thiên của vạn vật thành tựu tối đa là đến đẳng cấp viên mãn Tiên Thiên Linh Bảo, ghê gớm hơn thì trở thành chí bảo. Còn Đại La Thiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ trở thành chí bảo, nó lên cảnh giới Tiên Thiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn cao hơn vạn vật một bậc. Vạn vật tuyệt đối sẽ không thắng nổi, sẽ thua. Nhưng khiến ta có hứng thú là nếu trong tương lai vạn vật tụ tập một đám đạo quân tấn công Đại La Thiên thì Nguyên Thủy Thiên Tôn có ngăn được không đây? Đạo không áo đen đặt quân cờ trắng xuống, bình tĩnh nói, nếu hắn ngăn được, nghĩa là cảnh giới Tiên Thiên không thua gì Hồng Mông Tiên Thiên, Nguyên Thần Tiên Thiên, Hỗn Độn Tiên Thiên, đủ ngang ngửa với chúng ta. Còn về ai cao ai thấp, cảnh giới của ai cao hơn một bậc, ai mới là thiên tôn thật sự thì phải luận đạo một phen mới được. Trung Thiên thầm hoảng sợ mà kinh kêu lên, sao, ngang hàng với tổ phụ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn có năng lực này sao? Đạo không áo đen bình tĩnh nói, ta cũng rất mong chờ trận chiến này. Lúc bấy giờ bên trong Đại La Thiên, Thiên Vi kiềm không được nói, lão gia, Nguyên Dục Tiên Đế tụ tập cường giả bên trong thiên hạ luyện chế cảnh giới Tiên Thiên, chẳng lẽ lão già không lo hay sao? Lo cái gì? Giang Nam cười hỏi lại, hắn dùng pháp môn ta dạy cho hắn để đối phó với ta mà mơ đánh bại được ta hay sao? Đúng là đáng đánh, cùng lắm lại cảnh cáo hắn lần nữa thôi. Thiên Vi bật cười nói, lão già đúng là một bụng ý nghĩ xấu mà. À phải rồi, Nguyên Dục chứng đạo, con đường đạo quân tiên đạo đã được san bằng, không lâu sau sẽ có đạo quân thứ hai, thứ ba. Lão già làm Thái Thượng Hoàng Tiên Giới là kẻ thù chung của tất cả đạo quân. Nếu bọn họ cùng tấn công thì... Mắt Giang Nam lóe tia sáng, trầm giọng nói, ta cũng chờ đợi ngày này lâu rồi, thật mong chờ. Hy vọng bọn họ có thể cho ta tăng chút áp lực để ta lại tiến bộ thêm một bậc. Hiện giờ Giang Nam
không có chiến công hiển hách gì, không ai xem hắn ngang hàng với đế và tôn bất không, kinh ngưỡng hắn. Đế và tôn cùng bất không là người sáng lập thời đại tiên đạo. Giang Nam thì là hậu thiên sinh linh trong thời đại tiên đạo. Từ sinh tiếng thì người ta sẽ không xếp hắn ngang hàng với đế và tôn cùng bất không. Giang Nam cũng không quan tâm đến cái danh ảo đó. Hắn tự hủy đạo hạnh, bỏ đi cảnh giới nguyên thủy, từ tận cùng thời gian và không gian tương lai quay về hiện tại, không phải để chính mình danh chấn thiên hạ. Giang Nam muốn tìm cách nhanh chóng đột phá đến cảnh giới nguyên thủy, do đó có đủ thực lực bảo vệ người bên cạnh mình trước khi đại kiếp nạn cuối cùng đến, không để bi kịch lại diễn ra nữa, không để tương lai vô cùng tuyệt vọng kia biến thành sự thật. Dù thành tựu nguyên thủy, chứng tận cùng đại đạo, nhưng bên cạnh không còn người thân, bằng hữu, không có đối thủ nào. Nếu là như thế, Giang Nam thà không cần nguyên thủy, hắn chỉ muốn ở chung với thân bằng, bạn tốt của mình. Đó là một tương lai vô cùng tuyệt vọng, Giang Nam chưa từng nói cho ai nghe, chỉ riêng mình hắn biết vận mệnh chờ đợi thời đại tiên đạo là cái gì. Muốn phá vỡ vận mệnh này, phá vỡ tương lai tuyệt vọng kia, Giang Nam cần áp lực, cần nhanh hơn ngộ đạo nguyên thủy một bước, mới tranh thủ một cơ hội sống cho tương lai. Chìm trong cảnh giới ngộ đạo nguyên thủy sẽ nhanh hơn thời gian một giây. Muốn nhanh hơn nữa thì phải đối địch với thiên hạ, đối địch cùng đạo quân khác, lấy áp lực làm động lực, buộc chính mình không ngừng mà đột phá. Đây là con đường chứng đạo nguyên thủy sau khi Giang Nam trở về. Nguyên Dục Tiên Đế tập hợp lực lượng giáo chủ thiên quân giáo môn trong thiên hạ, chế tạo Nguyên Dục Tiên Đình, luyện chế Nguyên Dục Thái Cực Thiên. Tuy có khá nhiều thiên quân giáo chủ toàn là dương thịnh hơn âm, thế nhưng uy lực Nguyên Dục Thái Cực Thiên, Thiên Đình Tiên Triều vẫn mạnh dần. Thực lực của Nguyên Dục Tiên Đế mạnh hơn theo từng ngày. Theo thời gian trôi qua, sau 20 vạn năm, đạo quân thứ hai của thời đại tiên đạo cũng được sinh ra. Thái Nhất Thiên Quân chứng đạo, ba bản thân cùng chứng. Phân thân luyện công pháp của đế cùng tôn tự chứng đạo quân rồi lại chứng bản thân. Bản thể Thái Nhất Thiên Quân chứng đạo quân làm đạo chủ, thực lực cường đại, uy nhiếp chư thiên chư địa. Sau khi Thái Nhất đạo quân chứng đạo, gã không đi so tài với Nguyên Dục Tiên Đế mà trực tiếp lao vào Đại La Thiên khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo với gã. Mấy ngày sau, Thái Nhất đạo quân rời khỏi Đại La Thiên khiêu chiến với Nguyên Dục Tiên Đế. Hai đạo quân luận đạo 3 năm trong Nguyên Dục Thái Cực Thiên, các loại đạo pháp trình bày ra, hư không sinh sen, hoa bay để trời, đất tuôn suối vàng. Vô số tiên nhân hiện hình trong không trung nghe hai đạo quân luận đạo. 3 năm sau, Thái Nhất đạo quân thua. Nguyên Dục Tiên Đế cũng không làm khó Thái Nhất đạo quân, phong gã làm Thiên Hoàng Tiên Đế, cùng là tiên đế chấp trưởng Thái Nhất cảnh Tam Nguyên Thiên. Nguyên Dục Tiên Đế hỏi Thái Nhất đạo quân chuyện luận đạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Nhất Thiên Quân lên tiếng nói: "Trong Đại La Thiên, ta và hắn ngồi đối diện với nhau. Mới định mở miệng thì quanh thân Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏa ra cảnh tượng vô cùng. Ta thấy tiên thiên tam nguyên của mình trong đó, thế là không mở miệng được. Ngồi mấy ngày không nói được một câu, ta chỉ đành phải rời đi." Nguyên Dục Tiên Đế lẩm bẩm nói: "Cái này..." Thái Nhất đạo quân triệu tập cường giả trong thiên hạ, luyện chế Thái Nhất cảnh Tam Nguyên Thiên, xếp hạng dưới Nguyên Dục Thái Cực Thiên. Mỗi ngày Thái Nhất đạo quân luận đạo với Nguyên Dục Tiên Đế, thực lực hai tiên đế liên tục tăng vọt. Lại qua hơn 10 vạn năm, Hồng đạo nhân lĩnh ngộ ra Hồng Mông Tiên Thiên, Quân đạo nhân lĩnh ngộ Vô Vi Tiên Thiên, 3000 đại đạo viên mãn mà chứng đạo quân. Nguyên Dục Tiên Đế phong Hồng đạo nhân là Hồng Mông Tử Khí Thiên Tiên Đế, phong Quân đạo nhân là Vô Vi Chí Đạo Thiên Tiên Đế. Rồi lại qua mấy vạn năm, Ngọc Kinh Thiên Quân tham ngộ ra Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Thiên, hoàn thiện 3000 đại đạo vong tình, chứng đạo quân, được phong làm Ngọc Kinh Huyền Cung Thiên Vong Tình Tiên Đế. Ngọc Kinh đạo quân đi Đại La Thiên ngồi mấy ngày rồi cũng về phủ. Khổ Hạnh Thiên Tôn chứng đạo quân, tham ngộ ra Cực Lực Tiên Thiên, được phong làm Cực Lực Thiên Cảnh Khổ Hạnh Giáo Chủ, Cực Lạc Tiên Đế. Lại qua vạn năm, La Hầu La Ma Tổ chứng đạo, không lâu sau Kế Đô Ma Tổ chứng đạo. Hai vị đạo quân này không tôn Nguyên Dục Tiên Đế mà tự lập môn hộ ở ma giới, không theo Nguyên Dục Tiên Triều thống trị. Bọn họ tự lập mình làm La Hầu La Ma Đế, Kế Đô Ma Đế. Tiên giới ma giới hỗn chiến mấy trăm năm, thiên quân chinh chiến, đạo quân chinh phạt. Trong ma giới cường giả đầy rẫy, Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Vạn Chú Đạo Quân, các cường giả toàn là tinh anh trong ma giới. Nhưng cường giả trong tiên giới nhiều hơn, hai phe đại chiến không ngừng. Trung Thiên hạ giới mang theo cường giả tộc hỗn độn của thần trợ giúp cho ma giới. Trung Thiên lấy mảnh nhỏ nguyên trung
thân thể Bất Không đạo nhân ra góp sức trong đại chiến ma giới với tiên giới. Nguyên Dục Tiên Đế lại phái Định Quang, Linh Châu Tử hạ giới vào ma giới xây dựng môn hộ, đã loạn lại càng rối thêm, đánh nhau trời sụp đất nứt. Hơn 10 vạn năm sau, Mông Tuấn đạo quân chứng đạo quân, lĩnh ngộ tiên thiên thần đạo, được phong làm Minh Diệu Thần Linh Thiên Tiên Đế. Càn Nguyên Thiên Quân chứng đạo quân, tham ngộ nhân quả huyền đài tiên thiên, được phong làm Nhân Huy Huyền Dục Thiên Càn Nguyên Tiên Đế. Hai đạo quân này có quan hệ phụ tử nên rất bắt mắt. 7 vạn năm sau, đại diễn chứng đạo, không lĩnh ngộ ra tiên thiên mà chỉ viên mãn hỗn độn tiên đạo, được phong làm hỗn độn giáo chủ. Đại diễn của thần từ chối không nhận phong. Nguyên Dục Tiên Đế phái binh chinh phạt, đạo công áo trắng xuất thế ra mặt, bước ra đại điện đạo quân quả vị trấn thủ hỗn độn vực ngoại. Hai phe dừng co một đoạn thời gian, Nguyên Dục Tiên Đế ra lệnh rút binh. Không lâu sau thì linh nữ cũng lĩnh ngộ hỗn độn tiên thiên chứng đạo quân. Nguyên Dục Tiên Đế phong làm hỗn độn linh đế, nhưng linh nữ từ chối nhận phong, sai người đưa thư cho Nguyên Dục Tiên Đế, nó là tiên giới, mà hỗn độn là hỗn độn. Nguyên Dục Tiên Đế thống lĩnh tiên giới, còn nàng thống lĩnh hỗn độn, hai bên không liên quan gì nhau. Nguyên Dục Tiên Đế đang phút quan trọng tấn công ma giới, không rảnh để quan tâm. Linh nữ dẫn đại quân của thần chú đóng ma giới, Nguyên Dục Tiên Đế buộc phải rút binh. Từ nay về sau, sóng triều chứng đạo liên tục dần kết thúc. Đám đạo quân chuyển thế như Lê Hoa Thánh Mẫu, Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung đạo quân, Vô Tà, Thiên Hoang đạo quân thì không ai chính đạo quân trong bom nóng đạo quân này. Đám người Huyền Đô Thiên Quân bị Ngạn Nương Nương, Tịch Trọng, Băng Liên Thánh Mẫu, Ma Kha Thiên Quân, Huyết Tổ cũng không thể nắm bắt được cơ hội. Bên trong thiên môn, nhiều đạo quân chuyển thế không thể chứng đạo. Còn về cường giả trẻ, nhiều không đếm xuể trong thời đại mới đang bận rộn trên đường trùng kích thiên quân, cách đạo quân rất xa. Bom đạo quân lần này có khá nhiều đạo quân tham ngộ ra cảnh giới tiên thiên, chỉ có hỗn độn giáo chủ đại diễn cổ thần là không tham ngộ được cảnh giới tiên thiên. Có người suy đoán thực lực đạo quân thời đại tiên đạo vượt qua bất cứ thời đại tiền sử nào, bởi vì đế và tôn hạn chế 3.000 đại đạo, chứng đạo quân quá cao nên thành tựu cũng lớn hơn. Nhiều đạo quân chứng đạo, cơ bản mỗi một đạo quân sau khi chứng đạo sẽ đi Đại La Thiên một lần, có một số người gọi là hành trình hành hương. Đại La Thiên vẫn là thiên cao nhất thời đại tiên đạo, cho đến nay không ai lay động được. Hôm nay trời xanh gió mát, thiên cao số 2 tiên giới, Nguyên Dục Thái Cực Thiên đột nhiên chấn động biến mất. Nguyên Dục Tiên Đế đứng đầu các đế, đạp Nguyên Dục Thái Cực Đồ lại đến Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên chuyển ra tiếng nổ, sau đó yên lặng, sóng gió bình yên. Giang Nam tự mình tiễn Nguyên Dục Tiên Đế đi, hai người từ biệt nhau. Giang Nam cười nói: "Bây giờ trong đạo quân thiên hạ có một nửa liên quan với ta, bệ hạ đừng gấp gáp. Qua thêm 5.000 vạn năm, ước chừng số lượng đạo quân sẽ tăng kinh người. Khi đó trong đạo quân không nhiều người liên quan đến ta. Bệ hạ dẫn đạo quân thiên hạ kéo đến, không chừng có cơ hội đuổi ta xuống Đại La Thiên được." Mắt Nguyên Dục Tiên Đế bắn ra linh quang trả lễ: "Chấm sẽ thử lần nữa, không đánh bại thiên tôn được thì làm sao đánh bại đế và tôn đây?" Thiên tôn dừng bước lại, không cần tiễn. Nguyên Dục Tiên Đế quay về Nguyên Dục Tiên Triều, triệu tập đạo quân thiên hạ luận đạo, người trẻ tuổi cũng có thể tham gia. Giang Nam quay về Đại La Thiên, Thiên Vi nghênh đón, vẻ mặt hỏi thăm. Giang Nam lắc đầu nói: "Quá yếu." Thiên Vi hoảng sợ cười cười: "Là lão gia quá mạnh mới phải. Vạn vật đạo tổ vì trận chiến này vất vả gầy dựng hơn 60 vạn năm, ngày đêm rèn Nguyên Dục Thái Cực Đồ, không ngờ lại bị lão gia một kích đánh bại. Lão gia còn nói người ta quá yếu hay sao?" Giang Nam lắc đầu, vẻ mặt lo âu nói: "Tuy hắn tiến bộ siêu nhanh, có thể nói là đạo quân đệ nhất thời đại tiên đạo, nhưng tiên đạo và thái cực tiên thiên hạn chế thành tựu của hắn. Không nhảy ra chế buộc tiên đạo thì tuyệt đối không đánh bại ta. Bây giờ điều ta lo là 5.000 vạn năm sau, đạo quân đầy rẫy khắp thiên hạ, tất cả đạo quân hợp sức lại có lực lượng ngang ngửa với Tịch Diệt đạo nhân khi đến cảnh giới đạo quân. Nếu những đạo quân này hợp sức lại vẫn không tạo áp lực cho ta được thì e rằng tương lai..." Giang Nam nghĩ đến Tịch Diệt kiếp tương lai, buông tiếng thở dài. Giang Nam nhăn nhó nói: "Ta quá cường đại, muốn cầu thua cũng khó." Thiên Vi không biết nên nói cái gì. Giang Nam cười nói: "Nhưng Tịch Diệt đạo nhân cũng gần thoát khốn rồi. Phu nhân, nàng và Vân Liên hạ giới đi. Không lâu sau Tịch Diệt đạo nhân sẽ đến tìm ta. Nếu Tịch Diệt đạo nhân tới chơi thì Vô Cực Thiên Tôn cũng sẽ không trốn trong bóng tối xem kịch. Vô Cực Thiên Tôn sẽ thừa dịp mà ra tay.
phu nhân mang theo lô bồng của ta tìm Hồng Nhi Quân Nhi đi. Nếu phu nhân ở lại đây thì ta không thể bảo vệ nàng trước công kích của hai đạo quân kia được. Tim Thiên Vi đập nhanh, gật đầu nói: lão già hãy cẩn thận. Tịch Diệt đạo nhân bị trấn áp nhiều ức năm, còn đang trong thời kỳ yếu ớt. Vô Cực Thiên Tôn thì phân hồn chuyển thế. Nếu Tịch Diệt đạo nhân ở thời kỳ đỉnh cao, chân thân Vô Cực Thiên Tôn giáng thế, ta phải nể bọn họ ba phần. Còn bây giờ ta sợ gì? Giang Nam cười nói: đế và tôn cùng bất không, khi chưa chuyển thế, ba người hợp sức có thể trấn áp Tịch Diệt đạo nhân. Ta rất muốn biết sức chiến đấu của ta bây giờ so với đế và tôn cùng bất không thì như thế nào. Thi Hiên Vi lo lắng nói: nhưng năm xưa đế và tôn cùng bất không là đỉnh đạo quân, bây giờ lão gia là sơ kỳ đạo quân, còn chưa tới được trung kỳ, huống chi Vô Cực Thiên Tôn rình rập một bên. Cũng vì Linh Châu Tử trực chờ nên ta mới thấy áp lực như vậy. Giang Nam tiến Thi Hiên Vi ra khỏi Đại La Thiên, lấy bức tranh sao ra cười nói: nàng đi chuyến này sẽ bị Ma Kha tập kích, giết nàng để làm dối lòng ta. Ma Kha không phải vạn vật đạo tổ hay thái nhất, hai người đó có nguyên tắc của mình, có cái nên làm, có việc không nên làm. Ma Kha vì hoàn thành mục đích chuyện gì cũng sẽ làm được. Tịch Diệt đạo nhân sẽ ban pháp bảo cho Ma Kha để khắc chế lô bồng của ta. Ta không tính ra đó là cái gì. Nếu các người không đánh lại thì hãy đi dọc theo tinh đồ đến tinh vực này, ở trong đó các người sẽ được bình an. Thiên Vi nhận lấy tinh đồ cùng Tiểu Vân Liên leo lên đại lộ Bảo Liễn. Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân, Cửu Dương Thánh Long kéo xe lao nhanh. Bên trong xe, Tiểu Vân Liên mở tinh đồ ra xem. Tiểu Vân Liên bình tĩnh nói: tinh đồ nói tinh vực này gọi là Ngọa Long tinh vực, tại sao chúng ta đến đó sẽ an toàn? Thiên Vi nhìn tinh đồ nói: lão gia kêu chúng ta đi chỗ Hồng Nhi Quân Nhi là bình an, tinh đồ này là lựa chọn thứ hai. Bây giờ đi chỗ Hồng sư huynh, Quân sư huynh của ngươi trước đi, chỗ bọn họ gần hơn Ngoạn Long tinh vực một chút. Khổng Thánh à, bay đi Hồng Mông Tử Khí Thiên. Đám Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân nghe lệnh kéo đại lộ Bảo Liễn đi. Tiểu Vân Liên vui vẻ nói: nghĩa mẫu à, Ngoạn Long tinh vực là nơi vắng vẻ hèo hút, không đi chỗ đó cũng tốt à. Thiên Vi nghiêm mặt nói: thục nữ nào? Tiểu Vân Liên thè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi yên, làm bộ dáng thục nữ. Hồng đạo nhân vốn cư ngụ trong Chí Thanh Thánh Cảnh, sau này chứng đạo quân, luyện Chí Thanh Thánh Cảnh thành Hồng Mông Tử Khí Thiên. Quân đạo nhân ở Ngọc Thanh Thánh Cảnh, bây giờ đã bị luyện thành Vô Vi Chí Đạo Thiên. Tiên giới chư thiên phân bộ không hoàn toàn theo từng tầng. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân không hợp với đám Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất đạo quân. Quân đạo nhân là người tốt bụng, Hồng đạo nhân thì không thích giao thiệp với người khác. Cũng lo Quân đạo nhân tốt bụng quá sẽ bị lợi dụng, nên đặt Hồng Mông Tử Khí Thiên, Vô Vi Chí Đạo Thiên ở nơi cách tiên giới thật xa, cách Đại La Thiên cũng rất xa. Đám tiên thiên yêu ma, Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân, Cửu Dương Thánh Long, Thất Sát Ma Vương đều là thiên quân, là đại yêu giỏi bay, nhưng muốn đến Hồng Mông Tử Khí Thiên cũng mất mấy tháng. Còn về tinh đồ Giang Nam giao cho Thiên Vi, vị trí Ngọa Long tinh vực thì lại càng xa. Chỗ đó ở góc đông nam trời sao tiên giới, bao la vô ngần, gần ma giới nhưng còn trong lãnh thổ tiên giới. Đám Khổng Thánh đạo nhân bay 2-3 năm mới đến nơi được. Nếu tiên nhân bình thường bay đi phải mất hàng ức năm mới đến được Ngọa Long tinh vực. Chỗ xa như vậy bình thường rất hoang vắng, không có bóng người. Dù là thiên quân bay tới chỗ đó chỉ để sưu tầm tìm kiếm thiên tài địa bảo cũng sẽ không cư trú tại đó. Tiên nhân bình thường dù là tiên vương đừng mơ tưởng mà bay tới nơi. Đại lộ Bảo Liễn bay mấy ngày, Tiểu Vân Liên rảnh rỗi vén rèm xe lên ngắm phong cảnh. Thật lâu sau, Tiểu Vân Liên biến sắc mặt, quát to kêu đám người Khổng Thánh đạo nhân dừng xe đổi đường khác. Thiên Vi ngạc nhiên thò đầu ra xem, đường đám Khổng Thánh đạo nhân đi đúng là hướng Hồng Mông Tử Khí Thiên, không cần đổi tuyến đường. Tiểu Vân Liên càng lúc càng căng thẳng, ra khỏi đại lộ Bảo Liễn đứng ở càng xe quan sát đường đằng trước. Ngừng, đi bên trái. Lại ngừng, thụt lùi lại. Dừng lại, không đi chỗ Hồng sư huynh, sửa đi ma giới đi, tới chỗ Tam Gia Kế Đô, Vô Thượng Ma Cảnh. Dừng lại, chúng ta đi Nguyên Dục Thái Cực Thiên. Dừng, không đi Nguyên Dục Thái Cực Thiên, quay về Đại La Thiên. Tiểu Vân Liên liên tục chỉ huy đám Khổng Thánh đạo nhân, mấy tên thiên yêu ma tức giận đến xỉ khói. Cửu Dương Thánh Long giận dữ hỏi: tiểu cô nãi nãi à, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu, cho biết đường chính xác đi được không?
Thi Hiên Vi nhìn Tiểu Vân Liên nhỏ giọng nói, có phải Liên Nhi nhìn ra chỗ nào không ổn hay không? Mắt Tiểu Vân Liên lóe tia sáng thì thầm, lão gia gọi ta là Đa Tâm Liên, ta để ý nhiều chuyện hơn người khác. Trước khi rời khỏi Đại La Thiên, lão gia nói Ma Kha sẽ đối phó với chúng ta, có thể mang theo pháp bảo Tịch Diệt Đạo Nhân luyện chế. Từ đó ta đã chú ý rồi. Mới rồi ta thấy hồng mông tử khí trên đường đi, hồng mông tử khí thiên, nhiều hơn các con đường khác. Ta đoán Ma Kha dùng đại đạo bất không bày ra tuyệt sát dẫn động lực lượng tinh hệ. Ma Kha là cường giả thần toán, sẽ không để lại dấu vết gì. Thế nhưng vừa rồi ta đổi đường. Mà dừng xe, không đi Đại La Thiên, đi Ngoại Long Tinh Vực nào? Đám Cửu Dương Thánh Long, Khổng Thánh Đạo Nhân, Thất Sát Ma Vương bực mình, quay đầu bay sâu vào trời sao. Tiểu Vân Liên tiếp tục nói, mới vừa rồi sau khi đổi đường, ta phát hiện dù đi Vô Thượng Ma Cảnh, Nguyên Dục Thái Cực Thiên hay Đại La Thiên thì trên đường đi có từng lũ hồng bông tử khí. Nghĩa là Ma Kha đã cố ý để chúng ta nhìn ra tuyệt sát, buộc chúng ta vào trời sao. Thiên Vi khó hiểu hỏi, tại sao lại như vậy? À, là bởi vì nơi này gần Đại La Thiên, Ma Kha để lại 7 tuyệt sát, cắt đứt con đường của chúng ta đi chỗ đại ca và nhị ca cùng tam ca Nguyên Dục Tiên Đế, cắt đường về Nguyên Dục Tiên Đế, mỗi hướng đi đều bị Ma Kha phong tỏa. Tiểu Vân Liên chớp mắt nói, nên ta cảm thấy Ma Kha muốn ép chúng ta rời xa Đại La Thiên, để lão gia không thể ra tay cứu viện vì khoảng cách quá xa. Ma Kha có pháp bảo của Tịch Diệt Đạo Nhân, chắc chuyên môn khắc chế lô bồng, nếu đụng vào bất cứ tuyệt sát nào sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Vị trí một tuyệt sát bộc phát ra là nơi chúng ta dừng chân lại, cộng thêm pháp bảo của Ma Kha sẽ rất là nguy hiểm. Nên dù ta biết rõ Ma Kha buộc chúng ta đi ra trẻ sao, cũng phải làm theo. Thiên Vi thở phào cười nói, may mắn lão già đã tính đến chuyện này, kêu chúng ta đi Ngoại Long Tinh Vực. Có lẽ lão già có bài bố gì đó trong Ngoại Long Tinh Vực rồi. Hey, cũng hy vọng là vậy. Tiểu Vân Liên căng thẳng xem xét trời sao xung quanh, hồng mông tử khí như có như không, tựa như mọc cánh dọc theo hai bên đường đại lộ Bảo Liên đi, lan tràn vào sâu trong trời sao. Không lâu sau, hồng mông tử khí không còn là như có như không nữa, mà càng lúc càng nhiều, như khói báo động bốc lên nghi ngút. Bên trên đại lộ Bảo Liên có các hồng mông tử khí xoắn vào nhau. Tiểu Vân Liên quát lên, Khổng Thánh, Cửu Long, lệnh cho các ngươi trong vòng 1 năm chạy đến Ngoại Long Tinh Vực. Tiểu Vân Liên nói với Thiên Vi, Nghĩa Mẫu, hãy lấy lô bổng ra, Ma Kha sắp hành động. Thiên Vi lấy tiên thiên lô bổng ra, lô bổng bay lên bảo vệ đại lộ Bảo Liễn. Đám Khổng Thánh Đạo Nhân, Phi Hùng Đạo Nhân thấy tình hình không đúng, hồng mông tử khí bốc lên xung quanh đại lộ Bảo Liễn cuồn cuộn không dứt, dần biến thành một con đường. Đại lộ Bảo Liễn bay trong con đường này, đây là tuyệt sát do cường giả thần toán bày ra, nơi hồng mông tử khí đi qua là tuyệt sát ở đó. Nếu đại lộ Bảo Liễn bị hồng mông tử khí hoàn toàn bao phủ, sẽ rơi vào liên hoàn tuyệt sát như một cơn ác mộng. Ma Kha Thiên Quân cũng không cần lợi hại, có thể nhờ vào tuyệt sát vô cùng để tiêu diệt bọn họ. Tiểu Vân Liên khiến đám Khổng Thánh Đạo Nhân chạy tới Ngoại Long Tinh Vực trong vòng 1 năm thì thật làm khó cho bọn họ. Mặc dù tốc độ của bọn họ rất nhanh, thế nhưng khó chạy tới Ngoại Long Tinh Vực trong vòng 1 năm được. Tuy nhiên, tai họa đến nơi, đám Khổng Thánh Đạo Nhân buộc phải liều mạng dốc hết sức ra. Đột nhiên đường hồng mông tử khí chấn động dữ dội, tuyệt sát thứ nhất sinh ra. Đằng trước con đường đại lộ Bảo Liễn biến ra một con mắt hắc ám to lớn, mắt như một lỗ đen. Từng tiên thiên tịch diệt linh quang như rắn rơi xuống lô bồng, táp luốt lô bồng. Tiên thiên tịch diệt linh quang, trong tay Ma Kha quả nhiên có pháp bảo của Tịch Diệt Đạo Nhân mà. Ánh mắt Thiên Vi sắc bén, vận chuyển lô bồng, một tiếng chuông ngân chấn các tiên thiên tịch diệt linh quang bay lên. Càng nhiều tiên thiên tịch diệt linh quang rớt xuống như mưa, làm cho người ta phải ra đầu tê dại. Khổng Thánh, Phi Hùng, các ngươi cứ bay qua đi. Thiên Vi thỏ tay vào lô bồng, rút ra một cây quạt bên dưới bồ đoàn ra, lại chộp một nén nhang trong lư hương. Thiên Vi giao nhang cho Tiểu Vân Liên nói, Liên Nhi, người hãy phá tuyệt sát này đi. Thiên Vi hô quạt, quạt phành phạch, linh quang tuôn ra đầy trời, quạt bay các tiên thiên tịch diệt linh quang. Tiểu Vân Liên nhận nén nhang, đầu nhang đã bị đốt cháy. Tiểu Vân Liên hé môi thổi một hơi, đầy trời là tiên thiên thần hỏa đốt cháy hừng hực, chảy rộng con đường, lao thẳng tới con mắt như lỗ đen đằng trước. Con mắt khủng bố bị đốt tan chảy, đám Khổng Thánh Đạo Nhân thừa dịp kéo đại lộ Bảo Liễn vọt tới,
Lúc này đằng sau con mắt là tuyệt sát thứ hai, một tấm minh kính. Khi bọn họ vượt qua con mắt khủng bố, minh kính tỏa sáng rực rỡ. Đám khổng thánh đạo nhân mù lòa, trước mắt trắng xóa, không thấy được đường, máu đen trào ra khỏi hốc mắt. Bị kính quang chiếu vào, con mắt dường như đang bốc hơi, con ngươi và tròng mắt nhanh chóng khô héo. Thùng thùng thùng. Bỗng thần nhân giáp vàng đứng trước lô bồng đột nhiên vỗ trống to, tiếng trống chấn trời, minh kính vỡ ra. Thất sát ma vương hót lên chói tai, dưng đôi cánh chạm mấy cái đầu của mình. Vạn cổ, mấy cái đầu mọc ra, mắt trong suốt trở lại. Thất sát ma vương quát lớn, đi theo ta. Đám khổng thánh đạo nhân theo thất sát ma vương kéo xe lao nhanh. Tuyệt sát thứ ba cũng bùng nổ, vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng bắn tới. Thiên phi lấy bồ đoàn ra, bồ đoàn bay lên, vô số kiếm quang như gặp phải nam châm bay về hướng bồ đoàn. Bồ đoàn vỗ mạnh, từng vòng sóng chấn động từ bốn phương tám hướng ngập đến, chấn vỡ tuyệt sát thứ ba. Tuyệt sát thứ bốn nơi gót theo đến. Tiểu Vân Liên vội tháo chuông to chiếc lô bồng xuống, lắc chuông phá giải tuyệt sát. Tuyệt sát thứ năm xuất hiện, Thiên Vi rút cái bàn ra khỏi lô bồng, cái bàn như chiếc thuyền to động mạnh phá thêm một tuyệt sát. Ở bên kia, Tiểu Vân Liên tháo xuống tranh thần nhân đặt ở trong không trung. Lư hương trong lô bồng ném ra giữa không trung, bức tranh mở ra, bắn tia sáng lấp lánh, thu tuyệt sát thứ sáu vào trong tranh. Thiên Vi lấy dây thừng ra, dây thừng bắn vào hư không, bắt giữ Ma Khai Thiên Quân núp trong bóng tối. Tiểu Vân Liên lấy cái đỉnh vung ra khỏi lô bồng, ném mạnh vào tuyệt sát thứ bảy. Tuyệt sát thứ 8 xuất hiện, Tiểu Vân Liên ném linh tháp trong lô bồng ra. Linh tháp đỉnh vuông, phiến tử bồ đoàn, hệ lấy ra sẽ bị tiên thiên tịch diệt linh quang quấn chặt, trong thời gian ngắn không thể lấy về. 8 tuyệt sát qua đi, đồ vật trong lô bồng cũng ít dần, chỉ còn lại cái chậu sành trong góc. Tiểu Vân Liên rút chậu sành ra thầm nghĩ. Nếu ném báu vật này ra ngoài, e rằng trong lô bồng không còn thứ gì ngăn cản được. Mà sao chậu sành này... Trong chậu sành trống trơn, phía cuối vẽ một lô bồng. Tiểu Vân Liên lòng mấy động, thò tay vào lô bồng trong chậu sành, lấy ra cái trống lớn, cái chuông và một cái bồ đoàn. Tiểu Vân Liên đào nửa ngày, lấy một chậu sành khác ra. Hai chậu sành to giống nhau, trong chậu sành lại có thêm một lô bồng. Nguyên thủy đại đạo của lão xa để đến cảnh giới sinh sinh tạo vật, như kính trong kính, vô cùng vô tận. Tiểu Vân Liên giờ khóc giờ cười. Bây giờ Ma Kha không giữ chúng ta lại được, nhưng lão gia dùng chậu xanh làm trung khu của lô bồng thì ác thật. Trên Đại La Thiên, Giang Nam chậm rãi đứng dậy. Giữa hư không có một đống quan tài đen bay hướng Đại La Thiên. Tịch diệt đạo hữu, rốt cuộc người đã đến rồi. Các quan tài dập trời, nắp quan tài bay lên, các thanh âm phát ra từ quan tài, chất chứa ưu thương vô tận, đồng thanh kêu lên. Đế Giang, người có câu chuyện gì, hãy chút bầu tâm sự đi, ta sẽ lắng nghe, sau đó tịch diệt ngươi. Các quan tài đen va chạm mạnh vào nhau, liên tục hợp nhất, cuối cùng biến thành quan tài to. Tịch diệt đạo nhân bước ra ngoài, đứng ở trước mặt Giang Nam. Giang Nam cười nói, tịch diệt đạo hữu, gọi ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn là được rồi, ta không phải Đế Giang. Giang Nam nhìn tịch diệt đạo nhân từ trên xuống dưới, hắn không chỉ một lần nhìn gó vị tồn tại này. Thế nhưng toàn đứng trong dòng thời gian nhìn từ xa. Bây giờ là lần đầu tiên mặt đối mặt đánh giá tồn tại truyền kỳ như cơn ác mộng này. Trừ mặt điên cuồng ra, có thể nói tịch diệt đạo nhân là một nam nhân nho nhã. Y phục cắt may khéo léo, râu ria ngay ngắn, cử chỉ thanh nhã. Tịch diệt đạo nhân đến đây không mang theo pháp bảo, luyện chế nào, đơn độc đi vào Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam. Nhưng Giang Nam biết tu luyện đến trình độ như bọn họ thì lòng máy động một cái. Tịch diệt đạo nhân biến ra tiên thiên tịch diệt linh quang, hóa thành bất cứ pháp bảo nào gã muốn. Nói đến hai pháp bảo, Nguyên Thủy Đại La Thiên và lô bồng của Giang Nam. Hai pháp bảo này là thể hiện lý niệm Nguyên Thủy Đại Đạo của Giang Nam. Nguyên Thủy Đại La Thiên thể hiện Đại La, tức khủng vĩ, lực lượng là bao dung. Tiên thiên lô bồng đại biểu cho bảo vệ của Nguyên Thủy Đại Đạo. Ngàn vạn lầu cát đều là lơ lửng trên không trung, che gió chắn mưa bảo vệ gia đình bình an, thì chỉ cần một lô bồng là đủ. Đại La Thiên hay lô bồng tùy thời có thể biến thành Nguyên Thủy Đại Đạo thu về người của Giang Nam. Cho dù Đại La Thiên hay lô bồng bị đánh nát, Giang Nam vẫn có thể tái tạo lại. Lúc bây giờ tịch diệt đạo nhân đánh giá Giang Nam, xem xét Nguyên Thủy Đại La Thiên. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ đánh nhau. Thời đại tiền sử xa xưa,
Tịch Diệt đạo nhân mười mấy lần tìm kiếm vị trí của Giang Nam, đã rình ngó gã, thế nhưng không có kết quả. Sau này, trong thời đại tiên đạo, Giang Nam và Tịch Diệt đạo nhân ngầm đấu vài lần. Giang Nam hết lần này đến lần khác phong ấn Tịch Diệt đạo nhân, từng tìm kiếm vị trí của gã. Nhiều mảnh thân thể Tịch Diệt đạo nhân thoát khỏi phong ấn, từng giết vào Đại La Thiên. Đối với Tịch Diệt đạo nhân, ân oán giữa hai người lâu đến ngàn ức năm, có khi Giang Nam làm cho gã phải phát điên. Giang Nam giơ tay nói: "Đạo hữu, mời ngồi." Tịch Diệt đạo nhân ngồi xuống, quan tài sau lưng gã cũng đáp xuống giữa hai người. "Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Trong thời đại tiên đạo, ngươi tự xưng là Thiên Tôn, ngươi để đế và tôn vào đâu đây?" Tịch Diệt đạo nhân bình tĩnh nói: "Nhưng chắc đế và tôn sẽ không lo, vì ta đến tìm ngươi trước một bước rồi. Đạo hữu, đây là món quà nhỏ ta chuẩn bị cho ngươi. Quan tài này tên là Tam Thánh Quan, ba đạo quân đế và tôn bất không hợp sức luyện chế ra, có thể biến thành ức vạn quan tài, hoặc hợp nhất là một. Uy lực khai điểm thần diệu, đời vượt trội tiên thiên ôn đế quan rất nhiều. Ba đỉnh đạo quân tự tay luyện quan tài, dùng để chôn đạo hữu, coi như xứng với thân phận Thiên Tôn." Âm 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 âm. Khí thế Tịch Diệt đạo nhân bùng nổ, như tịch diệt kiếp hủy diệt một thời đại, đột nhiên xuất hiện trong Đại La Thiên. Khác với đạo quân khác có cảnh giới tiên thiên, tiên thiên Tịch Diệt của Huyền Đô có năng lực hủy diệt mọi tồn tại, hủy diệt tất cả đại đạo, khiến đại đạo héo tàn, suy kiệt trước. Nơi tiên thiên Tịch Diệt bao phủ, tất cả héo tàn, hư không mục ruỗng sụp đổ, tinh cầu mục nát, thiên địa hủy diệt, đại đạo suy kiệt, khô héo, thiên nhân ngũ suy. Dù là đạo quân cũng bị xói mòn lực lượng, mọi lực lượng trên đời không còn sót lại chút gì, chỉ có lực lượng Tịch Diệt siêu kinh khủng, lực lượng phá hủy tất cả. Trong tiên thiên Tịch Diệt của Tịch Diệt đạo nhân, thời gian chấm dứt, không gian kết thúc. Tiên thiên Tịch Diệt có hình thức ban đầu của Tịch Diệt kiếp cuối cùng. Rất khó tưởng tượng Tịch Diệt đạo nhân đạt đến trình độ này. Tịch Diệt đạo nhân luyện tiên thiên Tịch Diệt đến hình thức ban đầu của Tịch Diệt kiếp cuối cùng. Có thể tưởng tượng Tịch Diệt kiếp cuối cùng là kỳ ngộ tuyệt vời cho gã, là kỳ ngộ giúp gã đột phá tận cùng đại đạo. Mưa tiên thiên Tịch Diệt, nguyên thủy đại đạo thiên chấn động rung lắc. Trời trăng sao tối tăm, thiên địa phủ bụi, một mảnh xám xịt như rơi vào Tịch Diệt kiếp. Bất cứ một người nào, dù là đạo quân vô cùng cổ xưa, cường đại, đối diện với tiên thiên Tịch Diệt, đều sẽ cảm giác thân thể, nguyên thần, đạo quả, pháp lực, đại đạo, thần thức hay thần thông, mọi thứ đều trở nên xói mòn khô héo. Đạo quân không thể giữ lực lượng như cũ, thậm chí lực lượng đó chuyển thành nguyên lực Tịch Diệt kiếp, liên tục tăng mạnh tiên thiên Tịch Diệt của Tịch Diệt đạo nhân thành chất dinh dưỡng cho nó. Đây là chỗ đáng sợ của tiên thiên Tịch Diệt, là lý do đạo quân các thời đại e sợ Tịch Diệt đạo nhân như thế cọp dữ vậy. Đa số đạo quân khi kiếp số giáng xuống không có can đảm đấu với Tịch Diệt đạo nhân một trận, dù được tiên thiên chí bảo che chở cũng sẽ núp vào vô nhân cấm khu, không dám lộ mặt. Hiện nay tiên thiên Tịch Diệt có tái hiện trước mắt nguyên thủy đại la thiên của Giang Nam. Giang Nam khen rằng: "Tiên thiên Tịch Diệt diệt tất cả đại đạo, lớn mạnh Tịch Diệt có vài điểm chung với tiên thiên nguyên thủy của ta." Giang Nam quét bốn phía, nguyên thủy đại la thiên đang rơi vào Tịch Diệt. Tiên thiên Tịch Diệt của Tịch Diệt đạo nhân bao phủ đại la thiên, khiến nguyên thủy đại đạo liên tục tan rã. Đây là từ khi Giang Nam chứng đạo quân đến nay lần đầu tiên cảm thấy áp lực như vậy. Nếu là Tịch Diệt kiếp bình thường, dù là Tịch Diệt kiếp hủy diệt bất cứ thời đại tiên sử nào đều không khiến cho Giang Nam thấy áp lực như thế. Tiên thiên nguyên thủy của Giang Nam sinh sinh diệt diệt, Tịch Diệt kiếp hủy diệt thời đại nguyên đạo cũng không thể hoàn toàn phá hỏng nguyên thủy đại đạo. Nhưng Tịch Diệt kiếp cuối cùng thì khác, đó là đại kiếp nạn xóa sổ dấu vết mọi thời đại trước kia. Không chứng tận cùng đại đạo thì bất cứ là ai, đại đạo hay bất cứ cái gì cũng sẽ bị xóa sổ. Hiện giờ Giang Nam không phải cường giả tận cùng đại đạo, nguyên thủy đại đạo cũng không phải tận cùng đại đạo, không thoát khỏi Tịch Diệt kiếp cuối cùng được. Tịch Diệt đạo nhân tham ngộ ra hình thức ban đầu của Tịch Diệt kiếp cuối cùng, có thực lực và vốn liếng riêng uy hiếp Giang Nam. Ông trong nguyên thủy đại la thiên vang lên đạo âm vô tận, tự mình chấn động, bỏ cũ lấy mới. Đại đạo Tịch Diệt cắn nuốt nguyên thủy đại la thiên, còn nguyên thủy đại la thiên cũng hóa giải Tịch Diệt kiếp, biến đại đạo Tịch Diệt thành năng lượng. Hai loại cảnh giới tiên thiên đối kháng, khó chia thắng thua được. Giang Nam thu về tầm mắt, nhìn Tam Thánh Quan, có thể thấy nhiều lý niệm của đế và tôn cùng bất không. Giang Nam khen rằng:
Thật là quan tài tốt. Quan tài tốt mà, tiếc rằng không chấn áp ta được đâu. Đạo hữu có điều không biết rồi, bây giờ ta đã tu thành tiên thiên nguyên thủy, bất cứ pháp bảo nào lướt sơ liền biết hết ảo diệu, không có bí mật gì. Quan tài này có thể nhốt được đạo hữu, thế nhưng với ta thì không, là vô dụng. Tiên thiên tịch diệt và tiên thiên nguyên thủy va chạm, hư không tan rã, vách tường tiên giới không còn tồn tại, thậm chí ảnh hưởng hỗn độn hồng mông vực ngoài. Vô số ngôi sao trong hỗn độn tiên giới lắc lư không dứt, tan biến và liên tục sinh ra. Trong quá trình sinh sinh diệt diệt, tiên thiên tịch diệt và tiên thiên nguyên thủy va chạm không biết bao nhiêu lần. Dù là tộc cổ thần sinh hoạt trong hỗn độn hay tiên nhân sống trong tiên giới, trông thấy cảnh tượng này đều vội vàng chạy trốn thật xa, muốn trốn khỏi dư âm công kích của hai cường giả. Trong hỗn độn, linh nữ đạo mẫu đại diện cổ thần thúc giục pháp lực cuốn lấy tinh cầu hỗn độn. Cổ thành hỗn độn nơi các cổ thần trú ngụ nhanh chóng di chuyển rời các tinh hệ. Còn bên trong tiên giới, đám người nguyên dục tiên đế thái nhất đạo quân lấy chư thiên ra di chuyển các ngôi sao chư thiên để tránh chấn động khủng bố truyền đến từ đại la thiên. Trong đại la thiên, tịch diệt đạo nhân lộ ra vẻ mặt kinh sợ, khâm phục nói: Tam thánh quan này cũng không thể chấn áp đạo hữu được, xem ra ta đành hoàn toàn tịch diệt đạo hữu mới khiến đạo hữu ngoan ngoãn được. Hai người tiếp tục đấu cảnh giới tiên thiên, giằng co không dứt, uy thế càng lúc càng khủng bố. Hỗn độn cổ thần, các tiên thiên trong tiên giới buộc phải liên tục di chuyển né tránh dư âm. Người mới hoàn toàn thoát khốn, tu vi thực lực rất còn yếu ớt à, không đến trạng thái cao nhất được, e rằng không tịch diệt ta được đâu. Nhưng ngươi và ta xác định thử cũng hay. Giang Nam cảm thán rằng: Đường thời có quá ít người có thể luận đạo cùng ta được. Đạo hữu thoát khốn ta cũng rất vui, rốt cuộc cũng có người cùng ta luận đạo. Như các đạo quân khác ở trước mặt ta chỉ có đường nghe giảng, thật là buồn chán. Nhưng đạo hữu khiến Ma Kha đi đối phó với phu nhân của ta làm ta hơi khinh thường. Tịch diệt đạo nhân lắc đầu nói: Người đoán sai rồi, chuyện Ma Kha đối phó với tôn phu nhân là tự hắn muốn, không liên quan gì đến ta. Ta biết hắn muốn đối phó với phu nhân làm rối lòng ngươi. Ta biết tâm trí ngươi rối thì phần thắng của ta càng lớn hơn. Ngươi dù gì cũng là kình địch của ta nên ta đã không ngăn cản. Ngược lại, cho Ma Kha pháp bảo ta luyện chế là tịch diệt thiên luân, để hắn có cơ may bắt giữ tôn phu nhân. Huyết tổ cũng đi chung với Ma Kha, cùng nhau đối phó với tôn phu nhân. Tịch diệt thiên luân của ta khắc chế tiên thiên lô bồng của ngươi. Đạo hữu, ngươi không lo lắng hay sao? Giang Nam cười nói: con người của Ma Kha đa nghi mà đa mưu. Đa nghi đa mưu thì thần toán khó đến cảnh giới vong ngã được. Thần toán bị kẹt lại, không leo lên đỉnh được. Đây chính là nguyên nhân tại sao Ma Kha thua quỷ bà thiên. Ma Kha có nhiều trò vặt thật, thế nhưng chỉ để chọc cười, không đáng lo. Tịch diệt đạo nhân gật đầu, đồng ý nói: Ma Kha cũng nhiều lần giở trò khôn vặt với ta, nhưng đối với ta thì khó lên sân khấu được. Đạo hữu bình tĩnh như vậy, chắc đã có nắm chắc rồi phải không? Xem ra, ta cho Ma Kha tịch diệt thiên luân cũng không làm gì tôn phu nhân được. Tâm trí của đạo hữu cũng không dối. Giang Nam gật đầu, tịch diệt đạo nhân lạnh nhạt nói: Đạo hữu chưa dốc lòng với ta, đạo hữu có câu chuyện rung động hồn người như thế nào đây? Đạo hữu không muốn nói thì ta đành tiếc nuối tiến đạo hữu tịch diệt vậy. Thiên tôn mời. Tịch diệt đạo nhân chậm rãi đứng lên, uy lực tiên thiên tịch diệt lại nâng lên một tầng, nghiền áp đại la thiên. Mới vừa rồi tiên thiên tịch diệt và tiên thiên nguyên thủy đối kháng chấn kinh tiên giới hỗn độn, buộc vô số tiên nhân và cổ thần, thậm chí nguyên dục tiên triều phải di chuyển tránh xa đại la thiên. Nhưng kiểu đối kháng chấn động đó chỉ là một cuộc thăm dò thử nho nhỏ với tịch diệt đạo nhân, tranh đấu thật sự chưa bắt đầu. Giang Nam đứng dậy, mắt càng ngày càng sáng, hắn cảm thán rằng: Chứng đạo đã lâu, lần đầu tiên gặp đối thủ, đáng để cho ta dốc hết sức ra. Đạo hữu mời. Giang Nam đứng dậy, chớp mắt tịch diệt đạo nhân đã biến sắc mặt. Tiên thiên tịch diệt đã ở vào ưu thế tuyệt đối, nghiền áp đại la thiên. Nhưng Giang Nam đứng dậy, nguyên thủy đại la thiên như đột nhiên sống lại. Đại la thiên trước kia tuy là pháp bảo kinh thiên động địa, nhưng do vô số pháp bảo tổ hợp, mỗi một loại pháp bảo đại biểu cho một lực lượng đại đạo. Các loại lực lượng đại đạo phân tán, tuy tất cả lực lượng pháp bảo cộng lại thì rất đáng gờm, nhưng lực lượng phân tán nghĩa là có khả năng đánh bại từng phần.
nên tiên thiên tịch diệt của tịch diệt đạo nhân có thể dễ dàng chấn áp Đại La Thiên. Giang Nam đứng dậy, nguyên thủy Đại La Thiên như đột nhiên biến thành thứ sống, là một pháp bảo sống. Tất cả trời trăng, sao, sông núi hồ nước, biển cả xây dựng Đại La Thiên, đình đài cung khuyết, một gốc cây ngọn cỏ, một cục đá, miếng gỗ đều liên kết với đại đạo, hòa vào nhau, khó phân biệt được đạo lý chứa trong từng pháp bảo. Nguyên thủy Đại La Thiên bao la mênh mông, nhìn như có ức vạn loại đại đạo, nhưng bây giờ chỉ có một, bởi vậy lực lượng thống nhất trước giờ chưa từng có. Tất cả núi đá, cỏ cây, ngọc vũ quỳnh lâu, trời trăng sao, sông núi, hồ nước biển cả đều là một loại đại đạo được bày ra. Trong một đóa hoa có thể chứa một vũ trụ, trong một giọt nước chứa một càn khôn, một mảnh lá cây là một thế giới phức tạp nhiều màu, một cọng cỏ chứa trời xanh lồng lộng, trăng sao. Những lực lượng này hợp nhất lại thì cường đại, thì khủng bố biết mấy. Đây mới là nguyên thủy đại đạo thật sự, nguyên thủy Đại La Thiên thật sự. Từ lâu dài đến nay, Nguyên Dục Tiên Đế cho rằng gã đã thấy nguyên thủy Đại La Thiên thật, thế nhưng không biết gã rơi vào trong núi, mãi mãi chỉ thấy một góc núi chứ không toàn diện. Giang Nam cho rằng Nguyên Dục Tiên Đế chưa đến trình độ thấy nguyên thủy Đại La Thiên thật sự. Tịch Diệt đạo nhân đã đến trình độ đó, nên Giang Nam mới bày ra nguyên thủy Đại La Thiên thật sự. Tất cả lực lượng của Giang Nam đông lại, tiên thiên tịch diệt của Tịch Diệt đạo nhân không thể chấn áp Đại La Thiên được nữa. Bản thân Tịch Diệt đạo nhân cũng khó đứng trong Đại La Thiên, gã bước ra một bước. Nếu Tịch Diệt đạo nhân tiếp tục đứng trong Đại La Thiên thì sẽ ở trong sân nhà của Giang Nam rơi vào nguy hiểm, rất bất lợi cho Tịch Diệt đạo nhân phát huy thực lực khí thế. Giang Nam thì phát huy sức mạnh của mình đến tột đỉnh. Tịch Diệt đạo nhân buộc lòng phải lùi ra ngoài, nếu không sẽ yếu thế ngay. Nhưng Tịch Diệt đạo nhân nhấc chân lên, uy lực nguyên thủy Đại La Thiên đã bùng nổ. Lực lượng kinh khủng vô biên liên kết với sức mạnh bản thân Giang Nam cho người cảm giác bao la sâu thẳm. Ầm một tiếng, Tịch Diệt đạo nhân bị đạo quang vô tận nhấn chìm. Sâu nhất nguyên thủy đạo quang đột nhiên có tương lai vô biên xâm nhập, cắn nuốt đạo quang, nuốt hết tất cả uy lực. Tịch Diệt đạo nhân dẫn động Tịch Diệt kiếp cuối cùng, phá hoại, tan rã lực lượng một kích của Giang Nam. Tận cùng đạo quang, một bóng người vùng vẫy cố đi ra ngoài, đỉnh đầu hiện ra dị tượng Tịch Diệt kiếp khủng bố, như bánh xe xoay nhanh cắn nuốt mọi thứ. Khi bánh xe chuyển động như vòng xoáy lớn, bất cứ thứ gì chỉ có vào không ra được. Đây là pháp bảo biến ra từ tiên thiên Tịch Diệt lên quang, khá giống nguyên thủy Đại La Thiên của Giang Nam. Tịch Diệt đạo nhân lấy pháp bảo ra, nguyên thủy Đại La Thiên cũng không làm gì gã được. Giang Nam vỗ một trưởng, Tịch Diệt đạo nhân giơ tay ra đỡ, hai người cùng run lên. Giang Nam bỗng thò ba ngón tay ra búng ba cái, người Tịch Diệt đạo nhân run rẩy, ba cái búng mạnh còn hơn trưởng trước đó. Một cái búng làm cho Tịch Diệt đạo nhân cảm giác bị chém tu vi trăm vạn năm, búng ba cái chém 300 vạn năm tu vi. Nguyên thủy Thiên Tôn, ngươi ba chỉ khai thiên có thể đối phó với một số đạo quân, nhưng với tồn tại Tịch Diệt bất diệt như ta, bất diệt thì không làm gì ta được. Miễn Tịch Diệt còn thì ngươi không thể chém bất cứ tu vi nào của ta. Tịch Diệt đạo nhân lắc người, 300 vạn năm tu vi bị chém đứt, thoáng chốc phục hồi lại. Trong bánh xe màu đen trên đầu Tịch Diệt đạo nhân bắn ra tia sáng đen, biến thành mưa rơi đầy trời, tưới nguyên thủy Đại La Thiên và Giang Nam. Đây là tận thế kiếp vũ, ô uế dơ bẩn, nội uẩn thiên nhân ngũ suy, xâm thực hết thảy. Trong thoáng chốc, nguyên thủy Đại La Thiên lu mờ, đạo âm khàn đục. Giang Nam cười to nói: Tịch Diệt đạo hữu, đây là chút thủ đoạn nhỏ, ngươi chưa dùng bản lĩnh thật sự. Giang Nam thở một hơi, thần quang thần khí chút xuống, nguyên thủy Đại La Thiên trong sáng, trong suốt trở lại. Nếu thật ra không dùng bản lĩnh thật thì đừng trách ta vô tình. Giang Nam vươn tay chộp, rút một thanh bảo kiếm cắm trước Lăng Tiêu Điện trong nguyên thủy Đại La Thiên ra. Bảo kiếm cắm sâu trong tảng đá bên trước đại điện, nó bị rút ra, Đại La Thiên liên tục thu nhỏ. Vô số tiên thiên nguyên thủy linh quang bay nhanh vào thanh kiếm. Khi Giang Nam hoàn toàn rút kiếm ra, nguyên thủy Đại La Thiên bao la mênh mông liền biến mất. Tảng đá cắm kiếm cũng bị hút vào trong thanh kiếm. Giang Nam chém một nhát, bình thường không có biến đổi gì, nhưng Tịch Diệt đạo nhân biến sắc mặt, nhanh chóng thụt lùi. Bánh xe to ầm ầm chuyển động che trước mặt Tịch Diệt đạo nhân. Nhát kiếm này nhìn như lẩm bẩm, thế nhưng liên tục Giang Nam biến nguyên thủy Đại La Thiên thành hình dạng kiếm, hắn lại là đạo quân khởi động nó, uy lực chứa trong nhát kiếm. Nếu bị kiếm chém trúng thì hậu quả rất đáng sợ.
Lúc Đại La Thiên lơ lửng trên nơi cao nhất tiên giới, trở thành thiên cao nhất tiên giới, Đại La Thiên chỉ là một loại tượng trưng cho thân phận của Giang Nam, không nhất định biến thành hình dạng chư thiên. Tu luyện đến trình độ như Giang Nam, nguyên thủy Đại La Thiên có thể biến lớn, thu nhỏ, sắc bén hoặc nặng nề, hình dạng không cố định, mọi biến đổi tùy tâm. Đừng nói khiến Đại La Thiên biến thành một thanh kiếm, biến ra nữ nhân đẹp nhất trần đời cũng không khó khăn gì. Đinh một tiếng, nhát kiếm chém vào bánh xe to, tiếng trống tận thế kiếp âm vang lên thùng thùng. Bên dưới bánh xe có cái trống to, vòng xoáy là mặt trống, nhưng vì bánh xe này quá đen, không nhìn ra đằng sau chứa cái gì. Nhát kiếm chém xuống, chứa uy lực lớn mạnh đáng sợ. Tịch Diệt đạo nhân không dám đỡ, buộc cái trống to hiện hình. Trống to bỗng quay một vòng, lộ ra mặt sau. Còn mắt ma quái trên mặt trống cỡ hàng ức vạn, mỗi một con mắt là một Tịch Diệt ma nhãn. Thân trống thì có vô số sinh linh hiện ra, khuôn mặt và thân hình vặn vẹo, bộ dạng kêu gào, hết sức vùng vẫy, chạy ra khỏi cái trống to. Trong những sinh linh có đạo quân, bọn họ chết trong các thời đại. Sinh linh tử nạn trong những đợt Tịch Diệt kiếp nhiều đến nỗi, sinh linh trong thời đại tiên đạo cộng lại cũng chỉ bằng một phần trăm ngàn sinh linh chết oan đó. Xẹt 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 xẹt. Các con mắt trên mặt trống mở ra, ức vạn Tịch Diệt kiếp quang bay ra, chém hướng Giang Nam. Tay trái của Giang Nam búng bảo kiếm, kiếm phát ra tiếng chuông leng keng trong trẻo, du dương lan xa. Tịch Diệt kiếp quang đầy trời, như bị kiếm khí vô hình chém trúng, bị chém làm đôi. Giang Nam cầm kiếm tiến lên, kiếm lấp lánh. Trong thoáng chốc, vô số Tịch Diệt ma nhãn trên mặt trống vỡ nát. Thế nhưng tiếp theo, các con mắt sinh ra vô cùng vô tận. Giang Nam nhíu mày. Lúc này, Tịch Diệt đạo nhân quay lại, đấm vào mặt trống, cái trống to rung mạnh. Tận thế kiếp âm khủng bố bùng nổ, trùng kích Giang Nam, vạt áo bay phấp phới. Trống to theo ma âm đập vào, đụng Giang Nam bay lên cao, hắn khẽ giơ lên. Tịch Diệt đạo nhân lắc người, đứng trên trống to, năm ngón tay mở ra, chụp xuống ngực Giang Nam. Chợt một luồng kiếm quang kinh hồng chém xuống, chém vào trống của Tịch Diệt đạo nhân. Tịch Diệt đạo nhân khẽ rên, bị một kiếm hất văng ra khỏi trống. Trong người vang tiếng dao động như khai thiên tích địa, thanh âm không dứt. Cái trống gần như bị kiếm chém đứt. Giang Nam bị trống to va chạm, trong người như có Tịch Diệt kiếp lớn va chạm lung tung. Tịch Diệt đạo nhân vỗ một trưởng, như kích phát hoàn toàn Tịch Diệt kiếp trong càn khôn cơ thể hắn. Tịch Diệt đạo nhân dẫn động Tịch Diệt kiếp trong vũ trụ cơ thể Giang Nam, không phải loại thường, là hình thức ban đầu đại phá diệt, đại kiếp nạn cuối cùng, sức phá hoại rất lớn. Giang Nam há mồm, nuốt bảo kiếm vào bụng. Kiếm chém Tịch Diệt kiếp trong người, Giang Nam khen rằng: "Có thể nói Tịch Diệt đạo nhân là đối thủ ta chưa từng gặp trước nay." Tịch Diệt đạo nhân há mồm, hút trống to vào bụng, tiêu trừ uy thế một kiếm của Giang Nam. Nhát kiếm của Giang Nam là kiếm khai thiên, một kiếm khai thiên tích địa, chớp mắt khai sáng ra một tòa nguyên thủy Đại La Thiên trong cơ thể Tịch Diệt đạo nhân. Đại đạo Tịch Diệt gần như bị mở mang, biến thành lực lượng nguyên thủy Đại La Thiên. Nếu bị diễn biến thành công thì Tịch Diệt đạo nhân sẽ thất bại, nên Tịch Diệt đạo nhân cần nhờ vào uy lực chống to chấn áp cuộc khai thiên này. Thiên tôn cũng là tồn tại đáng sợ. Thoáng chốc, Tịch Diệt đạo nhân chấn áp khai thiên trong cơ thể, phục hồi trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng nhát kiếm của Giang Nam chứa tiên thiên nguyên thủy, tiên thiên nguyên thủy linh quang tinh thuần xông vào người Tịch Diệt đạo nhân. Trong thời gian ngắn, đừng mơ mà luyện hóa được nó, chỉ có thể tạm chấn áp. Giang Nam phát hiện Tịch Diệt kiếp cuối cùng, dù là hình thức ban đầu cũng rất khó gặm. Đại La Thiên biến thành nguyên thủy bảo kiếm, chỉ có thể chấn áp, trong thời gian ngắn không luyện hóa được. Hai người thầm nghĩ: "Thật là hóc búa." Giang Nam cầm kiếm lại xông lên, Tịch Diệt đạo nhân lấy trống to như bánh xe ra. Không lâu sau, hai người liền trúng chiêu, vẫn tiếp tục đánh. Thời gian trôi dần, trong người đối phương tích lũy càng nhiều tiên thiên linh quang, dẫn đến thực lực phát huy cứ giảm thấp dần. Lúc này, trong đạo quân điện, nằm ở tận cùng thời không, một cánh cửa bí ẩn cũng mở ra. Một thân thể vĩ đại ngồi trong đại điện đằng sau cánh cửa. Các loại tiên thiên pháp bảo, linh bảo bay quanh thân. Một gốc bảo thụ bay ra khỏi người, tồn tại vĩ đại, bay hướng tiên giới. Trên bảo thụ treo các trái tỏa sáng rực rỡ, có 19 trái. Mỗi trái có hơi thở đại đạo khác nhau. Trong trái cây có không gian như một vũ trụ hoàn chỉnh, ảo ảnh sinh linh vô cùng tận cùng sinh sôi trong đó, là 19 thời đại, bắt đầu từ thời đại nguyên đạo đến thời đại chú đạo. Ngay sau đó, gốc bảo thụ từ trung tâm tiên giới vươn lên cao, vươn qua các tầng hư không, thẳng hướng chỗ Tịch Diệt đạo nhân và Giang Nam đang đánh nhau. Xẹt 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 xẹt.
Bảo thụ quét từ xa, một lỗ đen thời không to lớn xuất hiện dưới chân Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân. Lực hút kinh khủng kéo hai người vào trong lỗ đen. Lưu Ly Ngọc Như Ý tỏa ra linh quang vô tận đập vào não Tịch Diệt đạo nhân, đánh gã té vào lỗ đen thời không. Vô Cực Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, tóc xõa ngang vai. Hai tay Vô Cực Thiên Tôn ấn lưng Giang Nam, đánh hắn vào lỗ đen thể không do bảo thụ tạo ra. Hai người mới rơi vào trong liền bay lên, định lao ra khỏi lỗ đen thể không. Vô Cực Thiên Tôn cầm bảo thụ quét mạnh, lỗ đen thể không bị xóa sạch. Vô Cực Thiên Tôn giơ tay, Lưu Ly Ngọc Như Ý tự động bay về, biến thành châm gài tóc. Vô Cực Thiên Tôn búi tóc lên, ghim châm vào. Vô Cực Thiên Tôn cười to nói: "Một hơi trừ bỏ hai kình địch, bây giờ đại đạo nhân quả của ta có thể hoàn toàn bao phủ thời đại tiên đạo, không còn sơ hở nào." Khỉu tay Vô Cực Thiên Tôn kẹp bảo thụ bay xa. "Ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi." Mới rồi Vô Cực Thiên Tôn ám toán Giang Nam, Tịch Diệt đạo nhân, đánh hai người vào lỗ đen thể không, đưa bọn họ về thời gian trước. Nếu trở về quá khứ thì Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân sẽ bị thời gian tấn công. Thời gian quá khứ tụ tập lực lượng, các thời đại tiêu trừ hai người. Năm xưa con rồng to suýt đã bị Vô Cực Thiên Tôn hại. Một người không thể quay về thay đổi quá khứ, chỉ có đứng trong dòng thời gian quan sát năm tháng. Nhưng Vô Cực Thiên Tôn dùng đại đạo nhân quả cưỡng ép đưa Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân về một điểm nào đó trong thời không quá khứ, để hai người trùng lập vào quá khứ. Lực lượng thời không sẽ tiêu trừ Tịch Diệt đạo nhân cùng Giang Nam trên đường vào quá khứ. Không có người nào sống đi hết một vòng nhân quả. Thời gian quá khứ sẽ tụ tập lực lượng các thời đại lại, hủy diệt kẻ dám can đảm tiến vào quá khứ. Vô Cực Thiên Tôn suy tính, chỉ có tồn tại vào tận cùng đại đạo mới có thể sống tiếp khi vào quá khứ. Cho dù là Giang Nam hay Tịch Diệt đạo nhân gánh nổi lực lượng thời không, sống đến thời điểm quá khứ, nhập vào thân thể mình trong quá khứ rồi sống đến bây giờ, thì bọn họ vẫn sẽ bị đưa vào thời không quá khứ, tuần hoàn lặp lại vòng nhân quả. Đây là đòn sát thủ đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn. Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân mới rơi vào lỗ đen thời không thì một người thi triển Nguyên Thủy Đại La Thiên, người kia quanh thân bao phủ Tịch Diệt kiếp cuối cùng, đóng đinh thời không lại. Hai người không vào quá khứ, không vào hiện tại, tiếp tục đánh nhau. Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân quá mạnh, cường đại đến nỗi quấy nhiễu vòng nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn vận chuyển, đóng đinh nó. Không chỉ thế, nhân quả quấn quanh thân nhưng Giang Nam không rơi vào nhân quả. Nguyên Thủy Đại Đạo cắn nuốt lực lượng vòng nhân quả. Đại đạo tịch diệt của Tịch Diệt đạo nhân tiêu trừ tất cả nhân quả, khiến vòng nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn nhanh chóng bị suy yếu. Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân tùy thời có thể nhảy ra vòng nhân quả mà trở về hiện tại. "Hai người này luôn làm ta đau đầu, vẫn vùng vẫy không chịu chết ngay sao?" Vô Cực Thiên Tôn ném bảo thụ ra, ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Bảo thụ càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, cành lá đâm vào hư không. Các trái cây to hơn một nửa nhập vào hư không. Vô Cực Thiên Tôn ngước lên nhìn trái cây, giờ lát sau cười nói: "Trái này tốt hơn, chỉ có thời đại gần nhất là an toàn nhất thôi, dễ đặt hai người này vào vòng nhân quả của ta." Cành lá treo trái cây nhanh chóng sinh trưởng, dưới trái cây xuất hiện lỗ đen thể không, trái cây hoàn toàn ẩn vào bên trong. Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân lúc đó đang đại chiến, xung quanh một mảnh hư vô. Trên không có trời, dưới không có đất, không có hơi thở sự sống nào, không thấy thời đại tiên đạo, cũng không có thời đại tiền sử. Đây là hiện tượng kỳ lạ khi Giang Nam và Tịch Diệt đạo nhân đóng đinh thời gian và không gian lại. Hai người bị Vô Cực Thiên Tôn ám toán nhưng vết thương không nặng. Đối với Giang Nam và Tịch Diệt đạo nhân thì đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn là huyền diệu thật, thế nhưng hai người có cách khắc chế nó. Đối phó với đại đạo nhân quả dễ hơn đại đạo của đối phương rất nhiều. Hơn nữa, Vô Cực Thiên Tôn không dùng bản thể ám toán Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân, mà là phân thân phân hồn. Phân thân Vô Cực Thiên Tôn có cầm Tiên Thiên Chí Bảo cũng khó có thể làm gì được hai người. Nếu chân thân Vô Cực Thiên Tôn đến thì Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân không dám coi thường như vậy. Đột nhiên thời không sao động dữ dội, Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân hoa mắt. Cảnh tượng xung quanh thay đổi, thời không bị đóng đinh trở nên sống động. Tinh hệ ngôi sao vô tận ập đến, sinh linh nhiều không đếm xuể đứng trên các tinh cầu đại lục. Bọn họ như rơi vào một thời đại, tất cả rất sống động y như thật vậy. Tựa như có một thời đại đột nhiên vọt tới, kéo Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân vào trong. "Thời đại chú đạo sao?"
Thần thức của Giang Nam khuếch tán nhìn bốn phía, biết ngay đây là thời đại chú đạo. Các tinh cầu, các đại lục, vô số sinh linh thời đại chú đạo múa may, lễ bái, tế tự thiên địa. Chỉ có sinh linh thời đại chú đạo mới làm được như vậy. Giang Nam còn cảm ứng được đại đạo của thời đại chú đạo. Tịch Diệt đạo nhân cũng nhận ra thời đại chú đạo ngay, hắn hừ lạnh một tiếng. Đại đạo nhân quá, luyện thành bà sa bảo thú. Vô Cực Thiên Tôn dùng tiên thiên nhân quả linh quang luyện thành bà sa bảo thú. Sợi chỉ nhân quả của mọi người trong mỗi một thời đại ghép lại với nhau, có thể biến thành ảo ảnh của một thời đại, tăng mạnh đại đạo nhân quả cho Vô Cực Thiên Tôn. Hơn nữa, những nhân quả này gắn kết với các thời đại, Vô Cực Thiên Tôn sử dụng bà sa bảo thú, nhân quả vận chuyển là sẽ phát huy ra lực lượng nhân quả càng lớn hơn nữa. Thời không vốn bị Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân đóng đinh nhanh chóng được thả lỏng. Vòng nhân quả được Vô Cực Thiên Tôn giúp sức kéo Giang Nam, Tịch Diệt đạo nhân bay nhanh hướng thời đại chú đạo. Lực lượng thời không thức tỉnh, Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân cảm thấy nguy hiểm cực lớn giáng xuống. Hai người cùng quát lớn, vươn tay chộp hư không. Dưới bà sa bảo thụ, Vô Cực Thiên Tôn phát hiện đã thành công đưa hai đối thủ một mất một còn đi vào thời đại chú đạo tiền sử. Giang Nam cùng Tịch Diệt sẽ bị thời không quá khứ tiêu trừ trên đường đi. Vô Cực Thiên Tôn hết sức mừng rỡ. Lúc này, hai bàn tay vươn ra từ quá khứ, một bàn tay chộp vai trái của Vô Cực Thiên Tôn, một bàn tay khác chộp vai phải, kéo gã vào trong quá khứ. Vô Cực Thiên Tôn lạnh tóc gáy, vội chộp lấy bà sa bảo thụ, định quét hai bàn tay văng ra, thế nhưng không còn kịp nữa. Ngay sau đó, tay Vô Cực Thiên Tôn cầm bà sa bảo thụ xuất hiện bên cạnh Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân. Hai người một tay một bên kiềm chế bả vai của Vô Cực Thiên Tôn. Trán Vô Cực Thiên Tôn chảy mồ hôi lạnh. Nếu chân thân đến thì không sợ Giang Nam cùng Tịch Diệt. Chân thân của Vô Cực Thiên Tôn là cảnh giới đại viên mãn đạo quân. Giang Nam chỉ là sơ kỳ đạo quân, Tịch Diệt đạo nhân thì đang trong thời kỳ yếu ớt, lại bị đế và tôn cùng bất không trấn áp lâu như vậy. Hai người có hợp sức lại thì Vô Cực Thiên Tôn tin tưởng vẫn có thể đánh bại. Nhưng chân thân của Vô Cực Thiên Tôn còn đang bế quan, phân hồn phân thân bị bắt chỉ có cảnh giới sơ kỳ đạo quân, tối đa ngang ngửa với Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân, không đánh lại hai người hợp sức. Quan trọng nhất là phân hồn phân thân không thể bị gì. Nếu chết thao tổn tu vi bản thể là chuyện nhỏ, quan trọng là thân thể này ngưng tụ tất cả nhân quả thời đại tiên đạo, thiên địa nhân quả có trong cơ thể phân thân này. Nếu Vô Cực Thiên Tôn chết đi, đại đạo nhân quả không thể quấn quanh thời đại tiên đạo, không có ngày viên mãn. Vô Cực Thiên Tôn cảm thấy mình xuất hiện trong quá khứ, kinh khủng hơn là lực lượng thời không đang uẩn nhưỡng quyết thủy diệt cả ba người. Nhìn bộ dáng của Giang Nam cùng Tịch Diệt đạo nhân lúc này, hình như sẽ không định chờ thời không quá khứ tiêu diệt Vô Cực Thiên Tôn, mà sẽ là xé xác gã tại chỗ. Vô Cực Thiên Tôn cười gượng. Hai vị đạo hữu, đời người đi đâu cũng sẽ còn gặp lại, đừng đánh mà, chúng ta nói chuyện đã nào.